Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Thì đầu tiên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay ba mình là hàng cái cây bê tông mình để tó cái cây cột làm rào các bạn. Đó thì bây giờ mình quay cho các bạn xem, thì từng công đoạn mình sẽ quay cho các bạn xem hết. Đó thì bây giờ nó cũng chuyển mưa các bạn, chiều à. Thì mấy đứa nó làm rành rộ rộ. Làm gì vậy? Ôi, nhỏ mà láo cá kìa. Ôi, cắn cái chân của mẹ gấu vàng kìa. Ôi, bú vú nữa kìa. Lăn cù đèo luôn kìa. Đó, mấy cái cây này để tó xéo bạn, cho nó chó không có ra không có vô các bạn. Hàng cái hàng rào nói chung là cũng hàng xong cái này bắt đầu cái tô cái hồ cho nó bít kín mấy cái lỗ nè, để cho cái đá đất thì nó không chảy ra. Rồi xong cái mình kéo 70. Rồi vô. Rồi vô con. Gì âm sòm. Rồi ngóng ngó vô nhà. Bẻo cay cục chân của tôi nè. Cục chân của tôi. Bẻo. Cục chân của tôi đó. Trời ơi,
Trời ơi, cục cưng của tôi đây. Nhảy, chạy đi đâu? Chạy đi đâu cho thoát. Móng chân gì đang tụi lùi ấy. Hả? Trời ơi, cái bàn chân gì kỳ. Bàn chân cho like con cọp nè. Xuống đất đi chơi đây, chơi với mấy ai mới chạy đây. Cho cháu banh nè. Ở đây luôn hả? Okay. Đó, bé mới kêu tên bằng bé Đô La nha các bạn. Đó, Đô Bi đây, Kim Cương đây, Đô La đây. Rồi ghẹo cái chú ông chú nữa. Ông chú già khó tánh đó, ông chú đó 7-8 tuổi rồi. Không phải thả đứa này mà không thả đứa kia các bạn, thì mấy đứa kia mình khó quản lý hơn. Mấy đứa này nó còn nhỏ nên nó ở trong nhà. Còn mẹ mật thì tất nhiên ở trong nhà không à. Nên quản lý dễ. Còn mấy đứa kia mình thả cái nó chạy mất tiêu à. Nên phải cái hàng rào phải xong mới mình mới thả được. Có hai mươi con ra được chơi vui vẻ. Đó, có một chuyện ly kỳ kìa các bạn ơi, làm gì còn sữa. Tội nghiệp, mới nhỏ mà đã không còn gia đình rồi, giờ mẹ vàng cũng cho bú thép luôn. Ôi, cưng mẹ vàng nhất trên đời ơi, tôi cưng mẹ vàng lắm á nha. Còn cái anh này ăn cơm nhiều rồi thì thôi. Tội nghiệp, ăn cái bụng chăn ban mà còn đi bú vú da nữa kìa. Trời ơi. Rồi đi xé chỗ dừa kìa. Thôi xin dừng video tại đây các bạn. Thôi xin chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ và quan tâm đến mình. Và các bé thì xin tạm dừng video tại đây. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hạnh phúc. Xin chào. Tập răng miệng kìa.